Nếu các bạn muốn làm video trên YouTube hoặc là những cái nền tảng social khác mà các bạn không biết cái cách xây dựng content như thế nào thì video này sẽ chia sẻ cho các bạn 3 AI rất tuyệt vời giúp chúng ta biến từ nội dung văn bản thành nội dung video. Và trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một trong 3 AI rất là xịn sò trong thời buổi ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều đang dùng AI này và nó rất nổi tiếng, giúp cho chúng ta biến văn bản thành những cái video cực kỳ chất lượng trên internet thôi các bạn ha. Chỉ cần chúng ta nhập câu lệnh vào thôi, tất cả video sẽ được chạy ra như thế này. Và bên cạnh đó mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái AI rất là hay nữa để tạo ra những video short chúng ta đăng lên TikTok nè, chúng ta đăng lên YouTube nè ha các bạn ha. Không chỉ dừng lại ở hai AI đó, mình sẽ bonus cho các bạn thêm một cái AI nữa, đó là một AI giúp cho chúng ta nhập lệnh vào thôi và nó sẽ tạo ra một video rất là hay, có cả văn bản, hình ảnh, âm thanh và giọng nói luôn các bạn, hoàn toàn miễn phí với lại 3 AI này. Và làm sao để chúng ta ứng dụng vào cái công việc sản xuất content, giới thiệu sản phẩm, bán hàng hoặc là chúng ta làm video kiếm tiền trên internet với lại rất nhiều mục đích khác nữa. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Rồi ok, thì đầu tiên mình sẽ lên trên Google dịch ra ha, mình sẽ đổi từ tiếng Việt sang tiếng Anh và chúng ta sẽ copy cái từ tiếng Anh này. Sau đó các bạn sẽ di chuyển tới cái ứng dụng là ai.vanthiweb.com. Nó sẽ dẫn cho chúng ta tới cái nơi để chúng ta có thể tạo ra những cái kịch bản để chúng ta làm video. Và các bạn sẽ di chuyển tới phần là YouTube Tool, nó sẽ có phần là YouTube Script Creator. Và chúng ta sẽ bỏ tất cả những nội dung của chúng ta, kể cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn cái ngôn ngữ khu vực này. Ví dụ trong trường hợp này mình muốn làm video về tiếng Anh thì mình muốn có cái chủ đề là làm sao để học tốt hơn những cái nội dung trên Internet. Và chúng ta bấm Create Content ở đây. Đầu tiên là chúng ta phải có kịch bản hả các bạn. Bước thứ nhất chúng ta dùng cách này để chúng ta tạo ra kịch bản. Và các bạn thấy rằng ngay lập tức hệ thống AI nó sẽ tạo ra chúng ta một cái kịch bản cực kỳ hay như thế này. Nó hướng dẫn ra cái phần intro, phần main content, rồi tiếp theo là những cái phần chi tiết hóa của nó hả các bạn. Thì đây là một trong những cái cách mà nếu các bạn không thuận tiện trong cái việc xuất hiện gương mặt thì các bạn có thể dùng cái nội dung này để chúng ta tạo ra những video từ AI hoặc là những video không xuất hiện gương mặt ha. Rồi bây giờ nếu chúng ta muốn đưa nội dung này vào để tạo ra một video thì chúng ta làm như thế nào? Bước thứ nhất chúng ta sẽ copy cái nội dung ở đây. Bước thứ hai các bạn sẽ di chuyển tới đường link AI in video AI và các bạn sẽ bỏ vào trong cái khu vực này ha. Rồi sau đó chúng ta bấm create content. Hệ thống nó sẽ ngay lập tức tạo ra cho chúng ta một hệ thống video cực kỳ nhanh chóng. Rồi các bạn sẽ đợi trong giây lát và tất cả những phần này nó sẽ tạo ra content cho chúng ta. Ok, sau khi nó chạy xong thì in video AI này nó sẽ tạo ra cho chúng ta một mẫu video như thế này. Các bạn thấy không? Rất xịn sò, chúng ta chỉ cần bấm vào chúng ta export ra video là xong. Chúng ta có thể lựa chọn chất lượng ở đây. Rất là đơn giản và hệ thống nó tạo luôn cho chúng ta hình ảnh tới cái phần là thông tin thôi các bạn. Cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Nếu các bạn muốn dùng bản Pro cao cấp hơn thì nó sẽ chất lượng và nó sẽ bỏ ra những cái phần watermark này hả các bạn ha. Ok, một cái con AI số 2 mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là Runway hả các bạn ha. Một AI rất là nổi tiếng. Chúng ta sẽ bấm vào Try Run For Free ở đây. Và chúng ta cũng làm tương tự giống như vậy. Trong khu vực này các bạn sẽ thấy một cái phần nữa là Test Image to Video. Các bạn sẽ kích chuột vào đây. Rồi chúng ta cũng bỏ nội dung của chúng ta vào cái khu vực nội dung ở đây và chúng ta có thể chọn cái kích thước màn hình 19:6 hoặc là 16:9 trong cái khu vực này ha các bạn ha. Thì các bạn muốn làm video kiểu nào thì chúng ta lựa chọn ở đó và chúng ta sẽ bấm vào Generate thì hệ thống sẽ tạo ra cho chúng ta một video cực kỳ nhanh chóng. Rồi như vậy là hệ thống bắt đầu tạo video cho chúng ta. Đây là một trong những AI rất nổi tiếng ha các bạn, nó có thể cho các bạn sử dụng tạo ra những video miễn phí hàng ngày ở một mức độ số lượng có hạn ha. Và cũng rất là tuyệt vời, sau khi chúng ta chờ đợi thì AI này nó đã tạo ra một video rất là hay như thế này cho chúng ta ha các bạn. Nội dung kịch bản chúng ta đưa vào nó sẽ tự động tạo ra những cái mẫu video như thế này. Và đây là mẫu AI số 2 mình muốn chia sẻ với các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua một cái mẫu AI số 3. Ok, một cái ứng dụng tiếp theo đó chính là Stever AI ha các bạn ha. Các bạn di chuyển vào đây và chúng ta sẽ sign up vào tài khoản của chúng ta. Rồi các bạn kích chuột vào và chúng ta sẽ đăng nhập với lại Gmail luôn cho nó nhanh. Rồi ok, trong khu vực này chúng ta sẽ thấy có một phần nữa là Test to Video và chúng ta bấm vào nút Start ở đây ha các bạn ha. Chúng ta cũng làm tương tự giống như vậy và chỉ cần nhập câu lệnh của chúng ta vào, nội dung nó sẽ tự động nó chạy ha các bạn ha. Ok, ở trong khu vực này thì các bạn chỉ cần nhập yêu cầu của chúng ta vào thôi và chúng ta sẽ lựa chọn ngẫu nhiên những cái nội dung theo cái yêu cầu của chúng ta. Ví dụ làm về Vlog, làm về nội dung gì đó và chúng ta bấm vào Create thì content nó sẽ chạy ra cho chúng ta một cách cực kỳ đơn giản luôn. Ok, thì sau khi chúng ta chỉ cần bấm nét qua là tất cả những hệ thống video nó đã tạo dựng ra cho chúng ta một cách rất là đơn giản thôi các bạn. Siêu nhanh luôn thôi các bạn ha. Và những video này YouTube chấp nhận cho chúng ta đăng tải nha các bạn nha. Chỉ cần chúng ta thao tác và làm đúng nội dung, YouTube không cấm chúng ta đăng video về AI. Có rất là nhiều bạn đang lo sợ về cái vấn đề này. Nhưng các bạn cứ yên tâm, mình làm rất nhiều video rồi và cũng rất nhiều người thành công với cái mảng này. YouTube không bao giờ họ cấm, chỉ trừ khi chúng ta vi phạm cái chính sách là
lấy nội dung của người khác re-up lại hoặc là đăng tải một nội dung vi phạm thôi các bạn ha. Đó thì sau khi chúng ta chỉ cần enter như thế này thì hệ thống nó sẽ tạo ra chúng ta một mẫu video rất là nhanh chóng với lại AI Stever AI ha các bạn ha. Thì như vậy chúng ta đã biết được ba AI rất là tuyệt vời trên internet rồi. Hy vọng ba AI này sẽ giúp cho các bạn tạo được video đa dạng hơn và chúng ta có nhiều ý tưởng hơn trong quá trình chúng ta sáng tạo content trên YouTube. Và nếu các bạn đang có nhu cầu kiếm tiền trên YouTube với lại AI, các bạn muốn tạo ra những video để đăng lên trên Reel, trên Facebook, trên Instagram, TikTok, YouTube để kiếm tiền, thì đây là một trong những khóa học sẽ giúp cho các bạn thực hiện được việc đó. Trong bài học này mình tạo ra 8 chương, mỗi chương như vậy rất chi tiết trong cái quá trình mình soạn thảo về những cái nội dung trên YouTube ha các bạn. Làm sao để kiếm tiền trên YouTube, cái cách sử dụng AI như thế nào cho đúng luật để chúng ta tạo được dòng tiền thụ động trên YouTube. Nếu các bạn đam mê với kiếm tiền, nếu các bạn muốn tương lai của chúng ta xây dựng được những dòng tiền thụ động trên Internet thì các bạn có thể tham gia cái nội dung khóa học này. Đây là khóa học mình đã soạn thảo video sẵn, các bạn học mọi lúc mọi nơi rất thuận tiện ha các bạn. Hiện tại đang với giá giảm rất là tuyệt vời, 3 triệu 9 chỉ còn lại 999 nghìn. Hay chúng ta có thể tham gia khóa học này để chúng ta được vào nhóm hỗ trợ và chúng ta được mình trực tiếp hỗ trợ cho các bạn thông qua những cái nhóm Zalo ha các bạn. Xin chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.